Hollywood rơi vào tình trạng thất thế trên thị trường điện ảnh Trung Quốc chủ yếu là do các giá trị chính trị đúng đắn bị bóp méo và sử dụng không đúng các yếu tố Trung Quốc trong phim của họ. Và vị trí thống trị trên thế giới đang bị đe dọa bởi các bộ phim chất lượng cao của các nước khác, bao gồm cả Hàn Quốc và Ấn Độ. Không phải chính trị mới thúc đẩy thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới mà chính là chất lượng phim và thị hiếu của khán giả. Tờ Hollywood Reporter hôm thứ Hai đưa tin, sự giảm nhiệt của thị trường điện ảnh Hollywood Trung Quốc chủ yếu là do tác động của chính phủ Trung Quốc, nhưng điều này hoàn toàn sai lầm. Thực tế là The Matrix Resurrection sẽ được phát hành tại Trung Quốc đại lục vào ngày 14 tháng 1 năm 2022, bác bỏ điều này. Trung Quốc không từ chối trao cơ hội cho Hollywood, nhưng chẳng qua là Hollywood đã tự bắn vào chân mình bằng cách làm rất nhiều phim có vấn đề về giá trị để theo đuổi sự đúng đắn về mặt chính trị. Lấy ví dụ như Eternal, một cảnh quay thấy một siêu anh hùng đồng tính da đen quỳ gối và bật khóc sau khi quả bom nguyên tử được thả xuống Hiroshima năm 1945. Nếu bộ phim này được công chiếu ở Trung Quốc đại lục, người ta chỉ có thể tưởng tượng phản ứng của khán giả Trung Quốc sẽ như thế nào. Đến khung cảnh gây phẫn nộ này, đặc biệt là giữa ngày tưởng niệm quốc gia của Trung Quốc, một ngày tưởng nhớ để tưởng nhớ 300.000 người thương vong trong cuộc thảm sát khét tiếng Nam Kinh trong Thế chiến thứ hai. Nếu một vụ thảm sát như vậy xảy ra ở Mỹ, người Mỹ sẽ nghĩ gì về bộ phim? Vĩnh cửu đưa sự đúng đắn về chính trị của Hollywood lên đến cực điểm. Trong khi đó, nhiều bộ phim Hollywood trong những năm gần đây đã dẫn đến một kết quả tự thất bại khác ở thị trường điện ảnh Trung Quốc khi các hãng phim vội vàng thêm nhiều yếu tố Trung Quốc vào phim để thu hút khán giả, nhưng không thành công vì họ không thực sự hiểu về lịch sử, văn hóa Trung Quốc và vì vậy đã không thực hiện chúng một cách chính xác. Bộ phim Live Action Mulan của Disney là một trong những tác phẩm thất bại đáng trách nhất tại Trung Quốc. Thành tích kém cỏi của nó tại thị trường điện ảnh Trung Quốc chứng tỏ rằng việc cố gắng làm một câu chuyện Trung Quốc mà không thực sự hiểu về văn hóa Trung Quốc sẽ không thể chiếm được cảm tình của khán giả Trung Quốc. Sau đó, bạn có Shang-Chi và truyền thuyết về 10 chiếc nhẫn, một câu chuyện siêu anh hùng châu Á được cho là bắt mắt nhưng thực tế lại chứa đầy những định kiến về Trung Quốc. Khán giả Trung Quốc không muốn những tác phẩm thiên vị như vậy được phát hành ở đất nước mẹ đẻ của họ. Liệu cơ quan quản lý điện ảnh Trung Quốc có nên cho phép những bộ phim này tham gia chỉ vì chúng là phim của Marvel? Chất lượng giảm là một yếu tố khác. Năm 2019, Avengers: Endgame là một thành công vang dội ở Trung Quốc, nhưng Wonder Woman 1984 chỉ thu về 167 triệu nhân dân tệ, 26 triệu đô la Mỹ ở đại lục vào năm 2020. Mặc dù sự bùng nổ của đại dịch có thể là một lý do khiến phòng vé kém, bộ phim chất lượng kém là yếu tố lớn nhất đằng sau hiệu suất kém của nó. Có vẻ như Hollywood đã không nhận ra rằng mình đang dần đánh mất lợi thế khi coi những bộ phim chất lượng cao đến từ châu Á chẳng hạn như những bộ phim ăn khách của Hàn Quốc và Ấn Độ. Phim của các nước láng giềng có thời gian dễ dàng hơn nhiều trong việc khơi dậy sự đồng cảm của khán giả Trung Quốc. Vì thị trường điện ảnh cũng tuân theo quy luật sinh tồn của những người phù hợp nhất nên chỉ có điều là Trung Quốc có quyền chọn những bộ phim phù hợp nhất với thị hiếu của khán giả Trung Quốc. Chính trị không phải là yếu tố lớn nhất của bất kỳ thị trường điện ảnh nào mà là những bộ phim có chất lượng tốt, đúng giá trị, phù hợp với thị hiếu của khán giả. Nếu Hollywood tiếp tục tạo ra các tác phẩm tuân theo khái niệm sự đúng đắn về chính trị hoặc làm các phần tiếp theo tẻ nhạt với sự tham gia của các siêu anh hùng hư cấu phương Tây mà không có bất kỳ sự đổi mới nào, thì một ngày nào đó, Hollywood sẽ bị thị trường toàn cầu, đặc biệt là thị trường điện ảnh Trung Quốc bỏ rơi. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.